Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Minh Thư, sinh năm 2005, trú tại xã Tân An, huyện Đắk Pơ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do có mâu thuẫn trong quá trình bình luận, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội ngày 6 tháng 3 Trần Thị Minh Thư nhắn tin cho Phan Nguyễn Ngọc Hân, lớp 11A6 trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thị xã An Khê để hẹn gặp nói chuyện. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Thư và Hân rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn tại hội trường 23 tháng 3 thị xã An Khê, sau đó đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường An Bình thị xã An Khê. Tại đây, Thư và Hân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với nhau. Lúc này, Thư dùng hung khí giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người Hân khiến Hân tử vong. Sau khi gây án, Thư đến công an thị xã An Khê đầu thú. Được biết, Thư 19 tuổi cũng là nữ sinh, đang học lớp 12 tại huyện Đắk, tỉnh Gia Lai. Qua theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Đức Hùng, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Thiện Duyên, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, việc dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khác khiến nạn nhân tử vong là hành vi cố ý tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật. Do đó, hành vi của nữ sinh này đã cấu thành tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Luật sư Hùng phân tích, tùy vào nội dung, tính chất và mức độ vi phạm mà người phạm tội này sẽ có thể phải chịu các loại và mức hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, theo ông Hùng, người phạm tội này còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm. Đồng thời, khi phạm tội thì nữ sinh này đã 19 tuổi, trên 18 tuổi nên sẽ bị xử lý và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với người đã thành niên phạm tội. Theo luật sư hùng, vụ việc này một lần nữa là tiếng chuông cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường. Đây vẫn đang là vấn đề nhức nhối gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả thể chất và tinh thần, tác động xấu đến quá trình học tập của các em học sinh, kể cả các học sinh thực hiện hành vi bạo lực. Đặc biệt, các vụ việc bạo lực học đường xuất phát từ việc các em mâu thuẫn với nhau trên các diễn đàn, trang mạng xã hội đang có xu hướng gia tăng để giải quyết vấn đạn này thì các cơ quan chức năng các nhà trường các gia đình và toàn xã hội cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức về tính nguy hiểm của bạo lực học đường có sự quan tâm quản lý và giáo dục truyền thông tuyên truyền cho các em cách phòng tránh cách xử lý và bảo vệ mình trước hành vi bạo lực học đường trong đó các em cũng cần phải được trang bị các kỹ năng trong việc tham gia và sử dụng mạng xã hội để tránh phát sinh các mâu thuẫn biết cách bảo vệ mình khi bị bắt nạt đe dọa hoặc xâm hại trên không gian mạng theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, bị truy nã đặc biệt về các tội giết người và làm nhục người khác. Điều tra cho biết Tiên vốn kinh doanh hoạt động karaoke ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2021, Tiên về Quảng Ngãi mở cơ sở karaoke Hoàng Gia, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa và tổ chức tuyển nhiều nhân viên nữ, phần lớn là trẻ vị thành niên, nữ thanh niên trẻ, từ tỉnh Bình Dương về phục vụ cho quá trình hoạt động. Đến tháng 3 đầu tháng 4 năm 2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an huyện Tư Nghĩa nhận được thông tin cầu cứu của một số người dân về việc con em mình bị bắt nhốt làm việc trong quán karaoke Hoàng Gia. Qua kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Gia, công an thu giữ nhiều phương tiện dùng để tra tấn các nhân viên, ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, tiên cùng đồng bọn, trong đó có Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa các em gái ở những huyện miền núi vùng cao Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung đưa về quán ép làm tiếp viên. Tất cả tiền của khách trả phục vụ, các nữ nhân viên đều bị tiên thu hết, trả công các nhân viên rất nhỏ giọt rẻ mạt. Nhân viên nào không chịu chiều khách thì bị tiên và đạt đe dọa đánh đập bỏ đói. Chúng còn dọa đưa hình ảnh thông tin nhạy cảm của các cô gái đến người thân hoặc đưa lên mạng xã hội nên nhiều người rất sợ hãi. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện và giải cứu 8 nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên da còn nhiều vết thương mới. Các em bị hành hạ bằng những đòn tra tấn dã man như thời Trung Cổ lột quần áo, trích điện, dùng dao chém, gậy vụt nhốt và lồng sắt. Sau khi thực hiện các hành vi tàn ác dã man, Tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh và Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Tiên khi đang lẩn trốn tại một nhà xưởng ở xã Đông Thạnh. Đối tượng được di lý về Quảng Ngãi để phục vụ điều tra xử lý. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Linh Đoan, sinh năm 1994, quê Quảng Nam, đồng thời tạm giữ đối với Trần Quang Triệu, sinh năm 1993, quê Bình Định, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là hai đối tượng tham gia nhóm cướp tiệm vàng ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương vào trưa hôm 3 tháng 3 cướp đi một số lượng lớn vàng. Theo cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ cướp, lực lượng chức năng đã phối hợp tiến hành khám nghiệm truy xét các đối tượng gây án, qua đó nhận định nhóm cướp có bốn thanh niên sử dụng súng để uy hiếp chủ tiệm vàng cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 30 giờ đồng hồ gây án, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Linh Đoan khi đang lẫn trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp đó, cơ quan công an cũng đã xác định được đối tượng Trần Quang Triệu là đồng phạm tham gia cướp nên vận động đầu thú. Đến ngày 6 tháng 3, Triệu đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương xin được đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản của mình và đồng bọn. Quá trình điều tra cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối với Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1995, quê bà Rịa Vũng Tàu do đã giúp nhóm này tiêu thụ số vàng đi cướp. Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội rồi kết nối bằng bạc với nhau đi cướp tiệm vàng. Các đối tượng trên đã giao nộp một số lượng lớn tăng vật đã chiếm đoạt được. Về hai đồng phạm trong vụ cướp còn lại, hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương đã xác định được hiện đang tổ chức truy bắt. Công an cũng đề nghị các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Trước đó, nhóm 4 đối tượng trên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng Bích Quý, thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng. Các đối tượng dùng một vật giống súng đe dọa cướp đi số lượng lớn vàng. Khi thực hiện cướp, các đối tượng làm rất nhanh. Chọn tủ có nhiều vàng và trọng lượng lớn, ước chừng số vàng bị cướp trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Ngay sau khi gây án, nhóm người đã lên hai xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người của tiệm vàng và người dân xung quanh tri hô đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Theo ghi nhận, các đối tượng đều mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, che kính mặt. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Công an Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang củng cố hồ sơ điều tra tài xế Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1994, trú tại Thụy Ninh, Thái Thụy, Thái Bình, về hành vi chống người thi hành công vụ. Khoảng 10 giờ cùng ngày, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 Cục Cảnh sát Giao thông phát hiện xe đầu kéo 15C209.32 kéo theo rơ móc 15R113.71 trên 10 tấn do thành điều khiển đi vào cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu. Tuyến cao tốc này cấm xe tải trên 10 tấn lưu thông. Tổ công tác cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế xe container không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, tài xế này liên tục điều khiển xe lạng lách đánh võng và đâm vào đuôi xe tuần tra của cục cảnh sát giao thông. Hành vi của Thành khiến xe cảnh sát giao thông hư hỏng phần đuôi bên phải, xe ô tô đều kéo hư hỏng phần đầu. Đến km 369 hướng đi Hà Nội, cảnh sát dừng được xe, khống chế tài xế Thành, kiểm tra nồng độ cồn ma túy, Thành không vi phạm. Tổ công tác bàn giao tài xế xe container cho công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận điều tra xử lý. Trước đó mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh xe container không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát do người đi đường ghi lại. Theo nội dung đoạn video, xe ô tô chuyên dụng của cảnh sát đi phía trước yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng lái xe container ở đằng sau vẫn cố vượt lên. Tài xế container liên tục đánh võng trên đường, thậm chí có thời điểm thùng container suýt lật khiến người đi đường hú vía cộng đồng mạng bức xúc cho rằng tài xế container không chỉ coi thường pháp luật mà còn coi thường tính mạng những người tham gia giao thông khác vì vậy cần tịch thu vĩnh viễn bằng lái của người này theo thông tin được biết, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối với phân đoạn từ nút giao Đông Xuân đến cuối tuyến dài 9,7 km của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn quốc lộ 45, dự án thành phần đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn và dự án thành phần Nghi Sơn Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đường cao tốc này chỉ phục vụ cho ô tô con, ô tô khách, ô tô tải nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn. Các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường ô tô cao tốc gồm xe tải trên 10 tấn, xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ nhỏ hơn hoặc bằng 70 km h xe thô sơ.